Mời hai vận động viên trận thi đấu thứ 66 hạng 40kg nữ vào ghế. Bùi Thị Vân Bắc Ninh, Đoàn Mai Quỳnh Anh Quảng Trị vào ghế. Mời trọng tài Nguyễn Tiến Trung trọng tài thảm. Như vậy là trận thi đấu tiếp theo ở hạng 40kg của nữ giữa Bùi Thị Vân, trang phục đỏ của đơn vị Bắc Ninh, Đoàn Mai Quỳnh Anh của đơn vị Quảng Trị trang phục màu xanh. Đấy, trận đấu bắt đầu. Vâng, chúng tôi cũng xin phép được thông báo lại là để quý vị khán giả cũng như là các khán giả của cộng đồng mạng trên Maria Hạt Tây là cũng theo dõi được về cái thời gian thi đấu của các vận động viên trẻ trong nội dung vật tự do là mỗi một hiệp 2 phút và thi đấu 2 hiệp, giữa một hiệp thì nghỉ có 30 giây thôi. Như vậy ở trong nội dung vật tự do này, nếu vận động viên nào thi đấu chênh 10 điểm thì coi như là sẽ giành phần thắng và thắng ưu thế và thắng tuyệt đối. Như vậy vận động viên đang thực hiện rất nhanh, vận động viên của đơn vị với điểm số cách biệt 10 của Quảng Trị, vận động viên trang phục xanh đơn vị Quảng Trị thắng ưu thế 10-0.